Làm trợ lý cho ta, học hỏi cách làm ăn nha. Rồi xong rồi mới giới thiệu. Đấu với em á. Ủa chăm chọc con bé này chăm chọc không hả? À? Em đang chăm chọc anh đó. Anh đang chăm chọc quà. Vô đây làm gì? Suối dạy. Anh suối dạy. Đối tượng mày không á? Đã bậy con suối người ta. Xin chào, mình là Lê Minh Thành. Thì mình rất là vui khi được anh Hồ Quang Hiếu mời vào cái dự án lần này. Thì lần này mới được làm việc với anh Tô và được trong cái dự án của anh Hiếu á, thì vào một cái vai rất là phản diện, nói chung là một cái vai tranh giành muốn chiếm đoạt một cái chức vị rất cao trong xã đoàn nhưng mà cuối cùng không đạt được và sẽ có một cái hậu quả. Nói chung là khán giả, mời quý vị khán giả mình sẽ xem, mình sẽ ủng hộ cho cái sản phẩm Hiếu Bến Tàu lần này để xem kết cục của Cảnh Hiệu, đó chính là Lê Minh Thành thủ vai như thế nào nha. Anh cũng phải là người trong gia đình đâu. Thôi con đừng có nói như vậy. Dù sao á, Cảnh nó cũng là con nuôi của ba con mà. Với lại hai đứa cũng sắp đám cưới rồi. Rồi quá. Đó, quá. Vui nè rồi. Bé bị chỉ biết chăng được, chỉ biết vui không được. Anh đang dùng cái này, đang dùng nha. Rồi. Dùng đi. Rồi.
Má, dạ Tuấn Anh leo lên nó cười lắm kìa. Ủa với anh Lý nè. Thương, giỏi thương. Mày không tao hề quá. Rồi sau khi là tái thế là hắt đèn bỏ đi nè. Má nhỏ là chửi nè, đúng chửi nè. Má nhỏ, nhỏ là đèn mà láo mày. Mà láo mày. Đứng dậy rồi nè, đứng nhờ như này rồi đó, lâu xuống nè. Mày xuống đây mày chết mày, mày với tao. Tao chưa có quýnh luôn á. Mày chưa đánh đâu. Như hề quá. Mày chưa đánh đâu. Chưa. Chưa quýnh đâu đúng không? Mày lần nào đánh lên được. Mày lần nào dám sang chuyện của tao. Biết ra luôn hả không? Ờ, xuống cái nè, lâu xuống giường cái nè. Rồi sao mày nói? Đâu đó, biết đi chơi không? Tại sao đánh được à? Mày lần nào giống như xem được chuyện của tao. Được không? Chạy xuống. Rồi, 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 nhớ nè. Anh em chơi thoải mái tới anh ra.